Thưa quý vị, trong phong trào xây dựng nông thôn mới, có rất nhiều tấm gương điển hình đóng góp tích cực cho sự phát triển của làng quê, nhằm giúp người dân đi lại thuận tiện hơn, không phải chịu cảnh ngăn sông cách núi. Một người thầy giáo cơ khí đã tự mình bỏ công bỏ sức làm cầu phao cho dân đi lại. Đó là câu chuyện của ông Lê Tất Dũng ở thôn Phú Lộc, xã Đại An, huyện Đại Lộc, tỉnh Quảng Nam. Tấm biển này là sự ghi nhớ và biết ơn của người dân thôn Phú Lộc, xã Đại An, huyện Đại Lộc, tỉnh Quảng Nam đối với ông Lê Tất Dũng. Ông chính là tác giả của chiếc cầu phao bắc qua dòng sông Vu Giang, giúp người dân Phú Lộc đi lại thuận tiện, không còn phụ thuộc vào những chuyến đò tròng trành để qua sông. Thấy từ khi mà có cái cầu đi qua lại đây, các bà con đi rất thuận tiện. Trong khi mưa bổ, mình đi có cái phận đã. Chứ còn ghe là nói chung là dân đây cũng có người biết bơi và người không biết bơi, là qua rất là khó khăn. Cái đất sản xuất nằm bên kia sông mà từ bấy lâu nay là nhân dân chỉ có chống đò và làm cầu tre, thì nó rất ảnh hưởng đến cái sản xuất cũng như tính mạng. Do đó, đối với anh Lê Tất Dũng là người nông dân nhưng mà biết không hiểu về kỹ thuật, tự sáng kiến, tự làm và tự bỏ vốn ra như thế này là tôi thấy rất là quan ngại. Từ tháng 10 năm 2012, ông Dũng bắt đầu chạy xe máy ra Đà Nẵng, lùng sục khắp nơi tìm mua thùng phi, cáp kéo, tời. Sau đó một mình ông tự thiết kế cầu rồi chạy lên huyện, tỉnh xin giấy phép. Là thầy giáo cơ khí, lại là một thợ hàn lão luyện. Sau hơn 70 ngày, công trình cầu phao của ông Dũng đã hoàn thành trong niềm hân hoan của mọi người. Cây cầu phao dài gần 80 mét, rộng 2 mét, lát ván gỗ, được nâng bởi 150 thùng phi và chịu được tải trọng 750 kg. Sau hơn 2 năm đi vào sử dụng, cây cầu hiện vẫn sử dụng tốt. Tuy nhiên, làm sao để bảo trì, bảo dưỡng cầu tốt, đảm bảo an toàn lâu dài cho người dân đi lại vẫn là trăn trở của ông Dũng. Phía bên nó mới là hắn sạt lở hơn cái đào cầu nữa. Tôi cũng mong muốn rằng đó là cái ước nguyện của tôi là để cho thuận tiện lâu bay được cái cầu để nhân dân họ đi lại tốt á. Thì tôi cũng mong muốn là tất cả những mạnh thường quân nào đó họ giúp đỡ, cũng như cơ quan nhà nước nào đó có tinh thần giúp đỡ. Cộng với tôi thì tôi làm cái kè nó của sạt lở hơn cái đào cầu đó thôi để nhân dân họ đi lại an toàn. Không nhiều người biết rằng toàn bộ số tiền 300 triệu kỳ cóp cả đời, dự định để xây căn nhà mới cũng đã được ông Dũng dồn hết vào để làm cầu. Tuy nhiên, hạnh phúc của người đàn ông đã ở cái tuổi ngũ tuần ấy không phải là căn nhà tươm tất, mà là nhìn người dân làng ra đồng, nhìn lũ học trò tung tăng đến lớp mà không còn cảnh lụy đỏ giang.